iPhone 10 là một trong những từ khóa được quan tâm nhất lúc này tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Và để sở hữu sản phẩm iPhone 10 sớm nhất tại Việt Nam thì nhiều người đã chấp nhận mua với giá tương đối cao khoảng hơn 60 triệu đồng. Tuy nhiên sau 2 ngày mở bán thì giá của iPhone 10 đã tụt giảm mạnh theo giờ. Nhiều người dự đoán là giá bán một chiếc iPhone 10 sách tay về Việt Nam sắp giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 30 triệu đồng. Theo đó, thì vào sáng ngày 5 tháng 11, nhiều cửa hàng lớn tại Hà Nội đồng loạt giảm giá mạnh sản phẩm iPhone 10. Cụ thể là model 64GB hiện được bán với giá là 33-34 triệu đồng, bản 256GB giá 37-39 triệu đồng. So với thời điểm ngày 3 tháng 11, thì những model về sớm nhất có giá lên đến hơn 60 triệu đồng, cao gấp đôi mức niêm yết tại Singapore. Tối cùng ngày, nhiều cửa hàng mới đồng loạt có iPhone 10. Lúc này giá đã thấp hơn lúc sáng cả chục triệu đồng. Nguyên nhân là do nguồn hàng được sách tay về Việt Nam đã nhiều hơn. Hiện tại trên các trang mạng, người dùng có thể tìm thấy không ít những sản phẩm iPhone 10 được giao bán với giá khoảng 30-34 triệu đồng. Tuy nhiên, giới kinh doanh đều biết những màn giao bán này không đáng tin, có thể là giá bán ảo trên thị trường. Điều thường xuyên xảy ra khi có một model mới về nước hoặc đưa giá nhưng phải vài ngày sau mới có máy về nước.